Kính chào quý vị khán thính giả và các khách mời. Hôm nay tôi có một cái đề tài này muốn chia sẻ với quý vị. Số là tôi bắt gặp một cái lá thư của ông Lại Văn Lý ở Texas. Ông ấy hô hào kêu gọi vận động treo cờ vàng. Đấy, thì tôi cũng tò mò tại sao cái lúc này ông lại kêu gọi như vậy. Thì xin đọc sơ sơ cái lá thư mà ông có kêu gọi rồi chúng ta sẽ bàn sau nhé. Ông đề cái tựa là như thế này: tại sao mình không vận động treo cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa ngay bây giờ? Khi tôi còn ở thành phố Garland ở Texas, trước khi dọn về thành phố Dallas cũng ở Texas 5 năm về trước, tức là năm 2016, thì một chiến hữu cũng là một cư dân Louisville, là có con em đang học ở trường tiểu học Louisville Elementary School, tức là trường tiểu học đó, gặp tôi trong ngày lễ kỷ niệm ngày cựu chiến binh Hoa Kỳ Veteran Day, tức là ngày 11 tháng 11 mỗi năm đó. Năm đó là năm 2016. Họ gặp nhau tại công viên Arlington Veteran Park, số 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas. Cho tôi biết, ông bạn của ông Lại Văn Lý nói rằng trong trường tiểu học ở Louisville, nơi có nhiều con em người Việt Nam đến học, bọn Việt Cộng đang vận động treo cờ máu. Đây, đóng ngoặc, thì đó là cái lời của người bạn của ông đó. Tôi nghĩ ngay, tôi đây là ông Lại Văn Lý đó, tôi nghĩ ngay tại sao mình không vận động treo cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa ngay bây giờ, mà phải đợi đến khi Việt Cộng treo cờ máu rồi mình mới đi vận động, hạ cờ máu xuống rồi treo cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa lên. Thì lá thư tiếng Anh đề ngày November 14, 2016, tức là 3 ngày sau đó, tôi đây tức là ông Lý đó, tôi đã viết thư dưới đây. Kính mời quý vị đọc, đã phản ảnh một mặt trận mới mà tất cả các trường học và những nơi công cộng tôi có đi qua, tôi đều để ý đến hàng cờ. Quý vị đồng hương Việt Nam làm việc với tôi cũng đã và đang làm như vậy. Mặt trận mới này do tôi lãnh đạo. Lại chúng ta có thêm một lãnh đạo mới nữa. Quý thân hữu và chiến hữu đã ủng hộ, gửi email tặng cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ, cờ vải và cờ giấy, vân vân, trao tận tay tôi hoặc gửi bằng bưu điện đến địa chỉ hộp thư. Ghi chú hộp thư cũ ở Garland trong lá thư dưới đây không còn nữa, vì tôi đã đóng khi dọn về ở Dallas bây giờ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Là Lại Văn Lý, tức là ông cho địa chỉ mới bây giờ, thì tôi không có muốn đọc ra đây ở Texas. Nhân đây tôi xin cảm ơn toàn thể quý ân nhân đã gửi tặng cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ, cờ vải và cờ giấy, vân vân. Đấy, thì ông có cái copy, có một cái bản sao cái lá thư ông ấy gửi đến trường, lá thư bằng tiếng Anh. Thì sẵn đây tôi cũng dịch sơ cho quý vị hiểu. Hàng đầu là: kính gửi bà Vanatibidat, tôi thực sự vui mừng và khiêm tốn khi đến đây ngày hôm nay. Con cái, giáo viên, phụ huynh và bạn bè của chúng ta làm cho cái trường tiểu học Louisville trở thành một nơi đặc biệt. Tất cả chúng ta đều rất may mắn khi có các thành viên của một nhóm coi giáo dục là ưu tiên số 1 của họ. Đây là những cái câu gọi là xã giao, nịnh nọt một chút đối với trường. Tên đầy đủ của tôi là Lý Văn Lai. Ở Việt Nam chúng tôi đặt họ trước và họ Lý cuối cùng như vậy. Tên đầy đủ của tôi trong tiếng Việt là Lại Văn Lý, với chữ đệm là Văn. Tôi hiện đang dạy các lớp lý thuyết âm nhạc và guitar trường tư đó, dạy tư đó, đồng thời tự sáng tác các bài hát có cả nhạc và lời. Đoạn thứ hai: có thể bạn đã biết Hồ Chí Minh đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giết hàng triệu người dân vô tội, cướp đi hàng triệu ngôi nhà và đất đai, và biến hệ thống giáo dục ở Việt Nam thành một cơn ác mộng. Thay mặt cho hàng triệu người dân Việt Nam đang đau khổ tại Việt Nam, hôm nay tôi đến đây để thông báo với các bạn rằng người dân Việt Nam không có nhân quyền trên đất nước của họ, và lá cờ đẫm máu của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đại diện cho điều đó. Đoạn kế: hôm nay tôi có lá cờ thật của Việt Nam, đất nước xinh đẹp của tôi, và muốn tặng nó
cho bà chứ. Vì hôm nay bà không có mặt ở trường, nên tôi đã trao lá cờ này cho bà Judy Bradley, hiệu phó của bà. Bà có thể trưng bày lá cờ tổ quốc của chúng tôi trong trường học của bà, thay vì lá cờ đẫm máu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoạn kết, những đứa trẻ Việt Nam đang theo học tại trường của bà thật là may mắn. Trở lại nịnh thêm vài câu nữa. Thế hệ tương lai của chúng ta, những người đến đây từ Việt Nam hoặc sinh ra ở Hoa Kỳ, đang theo học tại trường tiểu học Louisville, một nơi đặc biệt cung cấp những cái yếu tố cần thiết để thành công. Họ xứng đáng được nhìn thấy lá cờ đẹp này trong trường của bà. Tôi cảm ơn bà rất nhiều vì đã dành thời gian và vì tôi có cơ hội đến thăm trường của bà. Trân trọng, Lại Văn Lý. Ký tên giáo viên, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ guitar. Đây, thì cũng xin một cái nhận xét nhỏ là ông ấy nói đây là lá cờ thật của Việt Nam. Ông ấy làm như là người Mỹ không biết cái lá cờ thật của Việt Nam bây giờ là cái gì. Mà ông đưa cái lá cờ vàng, ông nói đây là lá cờ thật của Việt Nam. Thì đó là một cái người ta sẽ buồn cười ngay chỗ đó trước cái đã. Chưa nói đến những cái lời ông ấy tố Việt Nam là không có nhân quyền. Vì không có nhân quyền cho nên đừng có treo cái lá cờ đó. Thật là buồn cười. Quý vị thấy cái lá thư của ông này rất là buồn cười. Tôi có một cái thắc mắc là như thế này. Ông kể lại từ đầu chí đuôi trong cái lá thư mà ông gửi ra diễn đàn đó. Thì ông chỉ kể là ông đến đó, ông gặp bà phó hiệu trưởng và ông trao cái lá thư. Và ông khoe rằng nhiều người cũng đã làm như vậy. Nhưng có một điều rất là quan trọng. Rất là quan trọng mà từ 5 năm nay, tức là từ 2016 cho tới nay là năm 2021, tức là 5 năm rồi. Mà ông không có một cái câu kèm theo báo cáo là đã có trường nào vì ảnh hưởng của những cái lá thư, những cái vận động của ông mà treo cái lá cờ vàng lên hay chưa. Thì cái phần đó là tôi hoàn toàn không thấy. Đó, chúng tôi hoàn toàn không thấy cái kết quả của việc ông làm là như thế nào. Người ta có trọng cái lá cờ của ông, lá cờ thật của ông hay không, hay là người ta vẫn xem rằng lá cờ đỏ sao vàng mới là lá cờ thật, mới là cái lá cờ vinh quang, mới là cái lá cờ chiến thắng, mới là cái lá cờ đã đuổi Mỹ của họ ra khỏi nước một cách vinh quang. Và cái việc mà cái cờ đỏ sao vàng này nó nổi tiếng trên thế giới này ai cũng biết, mà ông đi gạt người ta, ông đi gạt những người biết hết lịch sử đó. Mà mấy ông viết những cái lời như thế đó mà gọi là vận động chính nghĩa ở đâu, và thực tế ở đâu, và kết quả là như thế nào, mấy ông chả biết gì hết. Đó là cái câu, những cái lời nhận xét của tôi dành cho ông Lại Văn Lý và những người giúp ông vận động cái lá cờ vàng. Hôm nay đó thì tôi cũng nghe kênh của anh Trịnh Quốc Thiên nói rằng VinFast cũng đã định thiết lập một cái chi nhánh ở Texas, nhưng mà gặp cái phe cờ vàng phản đối quá nhiều cho nên họ không muốn nữa. Vậy thì tôi có một cái ý nghĩ rất là buồn khi mà nghe cái tên đó. Buồn là như thế này, là cái bản chất tiểu nhân của những người gọi là tranh đấu chống cộng, mà quý vị đi đến cái chỗ bây giờ quý vị không biết quý vị làm cái gì nữa, mà nói quý vị chống quê hương thì quý vị chối leo lẻo. Quý vị nói là chúng tôi chống cộng thôi, chống chính phủ, chính cộng sản thôi, chứ chúng tôi không có chống đồng bào. Quý vị làm những chuyện đó thì quý vị chống chính phủ đó hay sao? Quý vị triệt tất cả những cái con đường làm ăn, ngay cả những cái người Việt mà ở đây đó. Giả dụ như VinFast mà nó có mở được cái chi nhánh gì ở đây, và người Việt mình đi làm cho cái công ty Việt mình, nó đem lại cái công ăn việc làm cho người Việt mình, cho những kỹ sư người ta mới ra trường chẳng hạn, người ta đang tìm một cái job, một cái việc làm, mà giả dụ như những cái công ty Mỹ nó không có, mà bây giờ có một công việc thích hợp của VinFast đem lại, thì cũng là giúp đỡ cho những cái người người Việt ở đây, chứ đâu phải là chỉ có ở Việt Nam thôi. Thành ra quý vị chống cả dân tộc từ trong nước lẫn ra ngoài, mà quý vị đừng có chối nữa, đừng có chối cái tội mà chống dân tộc nữa. Đó, đây là cái bằng chứng quý vị chống dân tộc.
quý vị làm cái việc gửi cho trường này trường kia, ép người ta trưng cái lá cờ mà quý vị không biết rằng người ta khinh quý vị như thế nào. Quý vị đâu có dám cho chúng tôi biết rằng quý vị đã thành công như thế nào, người ta có trọng quý vị hay không, hay là quý vị chỉ làm cho người ta khinh rẻ cái người Việt bây giờ, mai bây giờ lấy cho chúng tôi cảm thấy là mắc cỡ vì là một cái người Việt kiều bào ở cái xứ Mỹ này. Nếu mà quý vị cứ tiếp tục làm như thế đó, người ta gặp người Việt người ta sợ và người ta khinh nữa. Đấy, quý vị lỡ sanh ra ở miền Nam, lỡ phải đi theo giặc, đó là một cái chuyện không may cho người mình. Gọi là nếu mà không có muốn nói nặng thì gọi là mình không may, mình lỡ sinh ra nhầm nơi, nhầm lúc, thì đã là một cái chuyện xấu rồi. Bây giờ cái chuyện đó người ta chiến tranh đã xong rồi, người ta đã quên rồi, người ta không còn nhớ tới hận thù gì nữa, không còn xem quý vị là những người có tội nữa. Người ta mở vòng tay, người ta đón mình, không ai nhắc lại những cái chuyện quý vị là thuộc về thành phần gì nữa. Mọi người tranh nhau để mà làm ăn, buôn bán, kinh doanh. Nước Việt mình nhắm tới những cái mục đích là làm giàu. Dân ta bây giờ đủ ăn, bây giờ phải làm giàu. Chúng ta bắt đầu có tỷ phú có mặt trên thế giới. Tranh đua với những cái công ty của thế giới, làm được chiếc xe. Quý vị cái gì cũng chống. Quý vị hãy có cái gì mà của bên Việt Nam cũng là quý vị chống. Thế mà quý vị chối lẻo lẻo. Cái chuyện mà chống VinFast đến đến Mỹ mà lập, hoặc là đến Texas lập một cái chi nhánh ở đó, là quý vị bậy hoàn toàn. Quý vị gửi cái cờ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ mà quý vị nói đây là lá cờ thật, quý vị cũng bậy hoàn toàn. Đấy. Quý vị chưa kể quý vị đem cụ Hồ ra mà quý vị lên án, quý vị cũng bậy hoàn toàn. Trong lúc đó người ta tôn trọng người Việt Nam ở Việt Nam, cái tinh thần dân tộc, đã đánh đuổi các dân ngoại xâm ra ngoài, nổi tiếng trên thế giới. Mà quý vị ở đây mang cái mặt đi để nói người ta là ông Hồ Chí Minh là này là kia. Trong lúc đó người ta nhìn với quý vị là những cái tay sai, những cái con cờ của người ta. Người ta xài quý vị trong những cái lúc mà người ta cần. Quý vị vẫn làm tay sai mà quý vị rất là hãnh diện làm tay sai. Tại sao kỳ vậy? Tại sao quý vị không có mặt mũi gì hết vậy? Tôi ngày xưa còn trẻ tôi không biết, nhưng mà lớn lên dần rồi mình đọc cái chuyện này chuyện kia, những sự thật. Và mình cũng phải muốn, mình muốn mình là một cái người có tự hào dân tộc. Nói. Cho nên chúng tôi cũng phải ý thức được cái chuyện đó, và mình phải từ bỏ những cái quá khứ của mình không có được sáng sủa. Đằng này quý vị cứ ôm đó mà quý vị còn đòi truyền lại cho con cháu nữa. Quý vị đã lầm rồi thì cái việc lầm đó người ta không trách, nhưng mà cái trách là không có biết được cái chuyện đó mà còn lại còn hãnh diện cái mà người ta mà mình đáng lẽ là mình nhục nhã mà quý vị lại cứ hãnh diện. Đó là cái bẫy hoàn toàn, rất là tầm bẫy. Để kết luận thì tôi cũng nhắn với quý vị cũng đã trưởng thành. Ít nhất là 46 năm nay, quý vị cũng phải có kinh nghiệm là tại sao mình không có một chút danh dự nào. 46 năm qua quý vị có cơ hội đọc, biết, tìm hiểu thế nào mình có chính nghĩa hay không. Và cũng phải thoát ra được những cái hành động, thoát ra được cái sự gọi là tiếng Mỹ nó gọi là immature đó, nó gọi là trẻ con, những cái hành động trẻ con đó. Quý vị phải nhận biết thế nào là chính nghĩa, và đừng có hành động những cái hành động trẻ con, mét thóc, mét bu, mét mẹ, những cái khi mà mình có những cái chuyện gì mình muốn làm mà mình không làm được, mình cứ đi mét với thằng Mỹ, đi mét với những người cường quốc. Cái thói đó là cái thói mà ông Ngô Đình Diệm cứ đi ra mà nhờ đem ngoại quốc vào để mà đem lại cho mình một cái vinh dự. Mình không có đứng lên được, không có tự
đem lại cho mình một tí danh dự nào, thì để cho cái người người ta đem lại cái danh dự cho cả nước Việt Nam mình là cái phe Đảng Cộng sản của cụ Hồ Chí Minh người ta làm. Mình phải biết phục, mình phải biết nhận lỗi. Đa số của quý vị ở đây là tôi biết là Thiên Chúa giáo. Quý vị hàng ngày hoặc là mỗi ít nhất là mỗi tuần quý vị vào nhà thờ đọc kinh đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Mà quý vị có bao giờ hiểu cái lỗi tại tôi là cái gì không? Quý vị 46 năm nay cũng chẳng bao giờ lỗi tại tôi hết, mà tại là tại thằng Mỹ hả? Cái gì mà thua quý vị, thua với quý vị đó tại thằng Mỹ. Mà nói quý vị là do Mỹ làm ra, quý vị là tay sai của Mỹ thì quý vị là không chịu. Thành ra quý vị lúc nào cũng mâu thuẫn và như là một cái đứa trẻ con, động động một chút cái là chạy vào mép suối mấy ông dân biểu phải hành hạ Việt Nam, phải hành hạ chính phủ Việt Nam bằng những cái chữ nhân nhân quyền, dân chủ. Quý vị cái nhân quyền, Dân chủ. khí gì đâu. Ở đây nè, quý vị đối xử với nhau như thế nào ở đây nè, nhìn cái cách của quý vị đứng ra đại diện cho dân chúng nè, rồi quý vị ganh ghét với nhau, chà đạp với nhau, đấu đá với nhau. Quý vị đòi cái gì? Quý vị đòi đa đảng. Đó quý vị, ở cái xứ tự do này đó, quý vị có làm nên thân được cái gì, chuyện gì không? Có làm cho thiên hạ nể hay không? Mà tại sao quý vị chê người ta? Quý vị cứ chê chính quyền ở Việt Nam. Không có ai là hoàn toàn, nhưng mà quý vị chê, quý vị ít nhất quý vị phải bằng, hoặc là quý vị ở trong cái nước dân chủ, quý vị cũng phải tỏ ra mình hơn người ta đi. Năm nay làm chả ra được cái gì hết mà cứ chống tối ngày, chống năm này qua năm kia. Ở đây, nhân ở đây thì tôi cũng xin nhắn một cái người mà lúc nào cũng ở cái kênh Việt Vision mà comment ở dưới cái YouTube, là cái ông đó là tên Minh Dương. Tôi không biết ông già hay trẻ như thế nào, mà ông là chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì với ông, cũng chả có gây thù oán gì với ông, nhưng mà lúc nào á ông cũng chà đạp mạt sát chúng tôi. Ông không dám comment ra ngoài mà ông cứ núp, hễ có người nào khen chúng tôi là ông copy, ông chép y một cái lời nói xấu chúng tôi, chà đạp chúng tôi, bất kể nói đúng hay nói sai. Người nào khen là ông nhét vào trong đó. Quý vị xem là cái hành động đó là hành động gì, có phải con nít hay không? Tôi không biết ông bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái hành động đó là hành động 10 tuổi. Tôi cho ông biết là như vậy, hèn nhát. Đấy, tôi cũng chỉ có ít lời đó và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn quý vị.